Các bạn biết đây là đâu không các bạn? Bãi tắm Hoàng Hậu các bạn. Mình đang đứng ở chỗ mấy cái đá này, ở bên hông của cái nhà hàng trong bãi tắm Hoàng Hậu. Hôm nay mình không có quay cái bãi tắm cho các bạn coi đâu, vì cái bãi tắm này các bạn biết nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà có một chỗ mà mình tình cờ mình mới phát hiện ra. Ở trong cái bãi tắm Hoàng Hậu này thì bây giờ mình quay lại để các bạn xem, bạn nào mà biết thì comment cho mình biết. Mình thấy cái này cũng là lạ. Đây, đi vô cái đường này là các bạn biết đường gì không? Là đường đi qua bên phía sau của cái cổng Trại Phong Quy Hòa. Đây, Hòn Chồng. Các bạn hình dung ra cái đường đi chưa? Đây, mình quay lại nghe. Đây là đường ở ngoài chỗ nhà hàng đi vào này. Hồi trước là mấy bạn trẻ là hay đi xe máy đường đây nè bạn. Đi xe máy để đi qua bên Trại Phong Quy Hòa hoặc là đi vô vùng trong đây này. Có mấy chỗ để check-in rồi chụp hình nữa. Nhưng mà bữa nay người ta cấm là do cái đường này đi, bữa nay nó bị sạt lở, người ta không cho đi nữa. Thì sáng nay mình đi vào đây thì mình đi cũng đi dạo chơi thôi. Đi uống cà phê rồi mình thấy cái chỗ đây nè. Giờ mình quay lại. Các bạn nào biết thì cho biết thông tin nha. Mình thấy cái này chắc cũng cũ lâu. Đây. Các bạn thấy không? Đó, có một cái miếu thờ là bên cao kìa, vắng vẻ lắm. Mà mình hồi nãy mình lên thì mình chẳng thấy có ai hết, mình lại hỏi thông tin thử. Mình quay cái đường lên, các bạn đi lên thử coi. Đây mình đi lên, nó có cũng bậc cấp, tâm cấp rồi đi lên đàng hoàng các bạn, bậc đá rồi đi lên. Sẵn đây thì các bạn cũng tham quan luôn cho biết. Miếu này cũng khá to. Ở Quy Nhơn mình đâu, mình ở đây mấy chục năm mình cũng không biết nữa mà. Thấy cũng là lạ, không biết là sao gì mình không rành lắm. Đó, tầm cấp là đi lên, nói chung khoảng cỡ 50 bậc à. Thấp thôi. Đây, nó vắng vẻ lắm mà, không có ai hết. Không thấy ai hết. Để mình hỏi thăm thôi. Đây có một cái miếng nhỏ. Bên đây có một cái lư hương mà cũng có cái biểu tượng này mình không rành. Chỗ đây mình đoán chừng không biết có phải là cái mộ không thì không biết. Thế có cái bê tông này. Đây, có chữ. Chỗ này nó yên tĩnh. Thấy trên cái cục đá này có khắc cái gì đây mình. Đây là các bạn, mờ mờ mờ. Thánh mẫu rồi. À đúng rồi, nhìn thánh mẫu. Đây này, có khắc này. Giờ mình mới thấy, hồi nãy mình nhìn không thấy. Đây đền thờ đây cũng có người ta che chắn rồi, đây này sợ nó che tấm bạc sợ mưa này. Chắc thờ thanh mẫu đúng rồi, mình đoán vậy nha, tại mình không có rành với cái này. Cái đền này không biết là có bao lâu mình cũng không biết nữa. Các bạn nhìn bạn nào biết thì đây trong đây cũng có một số các cái am thờ nhỏ nhỏ này. Mà cái miếu này thì khá lớn. Cho nên mình mới lên mình quay á, cho mình bây giờ không biết có chữ nho chữ tàu gì mà nó biết là đọc thôi. Chỗ thờ tự mình không không dám lên quay, mình quay ở phía ngoài thôi. Đây phía sau đây là núi, bờ núi Xuân Vân mà. Mà cái miếu đây nằm thấp thôi, nhưng mà ở trong mấy cái chỗ cục đá này có bậc đi lên là đàng hoàng, mà chắc cũng có người chăm sóc á, thấy cũng có người dọn dẹp sao mà thấy. Đây hồi xưa người ta để cái ghế để mấy người ngồi nghỉ nữa này, thấy không? Bây giờ do ghế đây giờ lâu ngày nó mục rồi,
Đúng ra đây phải ghế đá cho, còn ghế đây là không được, mấy ghế đây là thời gian không được. Còn cái này thì mình đoán chừng là đốt vàng mã nữa các bạn, đốt vàng mã chắc ta đốt trong cái này, tại vì sợ nó lan ra nó cháy, có dấu tro này. Dấu tro tàn rồi đây thì chắc người ta đốt vàng mã đi cúng á. Đây cũng còn dấu tích như này đó, chắc đốt trong cái này chứ còn đây do trong chỗ rừng đây mà đó, các bạn thấy lá khô không, lá khô không mà nó phật nó cháy là cũng cũng nguy hiểm. Đây người ta xây cũng cũng có cái bệ thờ đàng hoàng đó, mà thấy không, có bệ, có một cái bệ rộng, nó gần như một cái miếu nhỏ chứ không phải cái am đâu. Còn cái chỗ đây là mình cái mộ mà không 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 biết một người, cũng không thấy cái bài vị, à không thấy cái tấm bia. Thôi mình đi xuống lại nghe. Đó, đó là một vài hình ảnh để các bạn nào biết thì comment, nói chung cho vui, tại vì của Bình Định, của Quy Nhơn mà mình không biết, là ai hỏi mình không không biết là cũng thấy hơi kỳ kỳ đúng không. Mà cái này là cũng cũng cái miếu này cũng khá lớn lớn rồi mà. Rồi thôi mình quay lại một vòng đi, sáng nay mình đi uống cà phê rồi. Đó, thì cà phê đi, cà phê dạo đó. Đi dạo dạo chơi có gì quay lấy cho vui. À, đây là đường đi xuống các bạn, đi xuống lại chỗ bãi tắm Hoàng Hậu dưới kia. Đây mình đi tới một đoạn ra, đi tới một đoạn gần gần cái chữ Gành Hán Tiên Sa luôn. Đây mình đi tới một đoạn gần gần chữ Gành Hán Tiên Sa. Đây các bạn nhìn nè, cũng hơi cận cảnh xíu thôi. Đây gần lắm đi xa, nhiều khi mình ở xa mình thấy cái chữ cho mình không biết là cái dàn đèn nó như thế nào. Còn thấy một cái dàn sắt khổng lồ này, người ta làm cũng lâu lắm á. Rồi cái chữ ở đây nó đổi màu nữa các bạn, chữ đổi màu nữa. Để mình đi lại đó, mình quay ở dưới quay lên cho các bạn coi cận cảnh luôn nha. Bữa nay mình cũng quên đem cái flycam theo đây bay lên quay cho vui, thôi quay ra dưới cũng được. Đây chị gần nó ra này, nó bị mà lấp rồi, đây chị ráng này đó. Dù cả một cái hệ thống điện trên đây, trên cái đầu trên mình thấy có mấy cột thu lôi nữa các bạn, cột thu lôi gọi là cột chống sét á, người ta để sét đánh là nó thu vào đó, nó truyền xuống, nó không có phá hư công trình. Đây chữ ráng này, chú sẽ làm một cái chữ cũng chẳng ai đó. Mình ở dưới mình nhìn thấy cái chữ đơn giản cho mình lên để thấy làm quy mô kìa. Đây mình làm quay dưới quay lên à, có mấy cái đèn nữa bạn, không biết nó có bị lóa không các bạn thấy không, đó đèn này à, có mấy cái đèn à, một chùm từng chùm bạn, một chùm là ba bốn màu đèn á, như ba màu đó. Mình thấy như ba màu để mà di chuyển màu á. Đây là chữ ráng. Đây, chuồng trời này chắc này. Khu vực nguy hiểm các bạn. Đây nè, có bảng nè. Khu vực nguy hiểm, có điện nè, cấm vào nè. Tại vì sợ nó rò điện qua cái dàn sắt này. Khu cho người ta làm cái dàn sắt này, một cái khung sắt này ghê gớm. Ở đây có một cái trạm bảo vệ luôn các bạn. Có một cái trạm mà có phải có người trực ạ. Đây mình quay lên chỗ này. Đi lại một đoạn nha. Đây là chữ tiên 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 xa đó, là đó, hết kia. Đây là cái đường đi ra các bạn, đó các bạn thấy trạm bảo vệ có xe máy không, có cái anh bảo vệ ngồi trong, ngồi buồn thiêu tội lắm, ngồi mình trực vì công việc thôi, nhưng mà cũng may bữa nay là có điện thoại rồi, thành ra là cũng đỡ buồn.
hay quay lên lại nè, một vòng rền ráng tiên xa, quay gần cho biết. Tiên mà xa xuống đây là chắc vướng ở đây là chết. Chù, một cái dàn sắt ghê chưa. Hồi xưa nó có truyền thuyết gì về gần ráng ở đây là có tiên xa xuống á. Cái truyền thuyết đó thì mình cũng mới nghe đây, chứ hồi mình ở đây mấy chục năm mình cũng chưa thấy ai nói. Sau này nghe nói rồi. Chơi tiên xa là thường thường là các bạn hay nghe ở ngoài Đà Nẵng không ạ? Đúng không? Đây là cái đường đi ra. Khu vực nguy hiểm có điện cấm vào. Đây. Đoạn cuối chữ xa. Tiên xa đó, đây là chữ cuối nữa mà. Đó. Là mình đang đi ra này. Hết cái bảng cái chữ nữa mà. Sang này mình đi cũng khá xa đó, đi cả đi vô cái bãi trong đó, tính là vô cả cây số mà vô quay không được. Bây giờ mình đi ra lại. Đây là đường đi ra. Kể đi chơi cho vui, tập thể dục luôn. Rồi có gì các bạn xem cho vui nha.